Xông lên, một hơi quấn hạ hàng mặt đi. Sau đó chúng ta có thể thích làm gì thì làm rồi. Giết sạch hàng mặt đi. Ngân Hoàng bảo vệ đại tiểu thư, còn lại theo ta nghênh địch. Rõ. Đại tiểu thư, xin đừng rời khỏi cạnh tôi. Được. Thế cục đột nhiên khó xử hơn rồi. Dưới tình trạng ngang ngửa tài nguyên cung cấp, đấu BBB chính là dự dân số. Chúng ta có thể kiên trì được tới lúc chi vị của Diệp Hạo tới không? Không còn Đinh lão đầu nữa, lựa chọn của các ngươi là gì? Là định đối đầu với chúng ta hay là... Đương nhiên là chọn gia nhập các ông rồi. Tôi sớm đã chứng mắt Đinh Chính Thiên rồi. Vốn là một lão già hết thời còn không chịu thoái vị đi. Hắn không chết thiên sáng, không có ngày ngóc đầu nổi đâu. Từ nay trở đi, ngài chính là chủ nhân mới của chiến đội sáng thế. Nói hay lắm, vậy phải xem các người làm sao biểu hiện sự trung thành này đã. Tất nhiên, nếu đã là lòng trung thành, vậy bắt buộc phải làm một kẻ nào đó có giá trị hơn. Cánh giữ cửa thang máy này không được cho phép ai đầu trong cả. Đã đó, không ngờ chúng ta trải qua trăm trận chiến, cũng quay về chiến pháp đánh hội đồng kinh điển nguyên thủy, lợi dụng địa hình làm suy yếu ưu thế nhân số của kẻ địch. Bắt nạt đám tép điêu thì có bản lĩnh gì chứ? Quýnh cho ta đi! Cụ kiếm khí này là... Lâu rồi không gặp Tiểu Xuyên Khiên, cấp bậc của ngươi lại tăng lên rồi. Lẽ nào là vì đoàn bản trước đó sao? Đúng là ngưỡng mộ đám tử đệ nhà giàu có ưu thế tài nguyên cấp ngươi quá đi. Hồ Phi, loại chó bán chủ cầu chính như mày, không có được ưu thế tài nguyên hợp lý hả? Ai da, cảnh trưởng hai em trai vừa quýnh nhau vừa chấm dọc nhau, đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy đây vậy? Elon, không phải bị nhốt vào khu một rồi sao? Thì ra sớm đã mai phục vào đây rồi. Con người cậu cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng đầu. Tiểu Xuyên Xuyên à, cậu tới nước này còn suy nghĩ cứng nhắc quá làm gì nhỉ? Cứ chém giết một trận hả hê mới là quan trọng nhất. Tiếp theo chúng ta chiến thế nào? Anh Elon, tuy không muốn thừa nhận nhưng muốn thắng Tiểu Xuyên Xuyên vẫn phải hai ta liên thủ mới được. Tôi chỉ muốn cùng hắn dứt bỏ thân phận đánh giết hả hê mà thôi. Cậu đừng làm phiền thế giới hai người của chúng tôi, Tiểu Phi Phi. Vậy tôi không làm phiền nữa. Tao cho mày đi sao? Mình phải cầm chân bọn chúng, tranh thủ càng nhiều thời gian hơn cho cậu Phương. Tôi đã nói là chỉ có hai chúng ta, nếu cậu chủ quan lơ là sẽ bị tôi thừa cơ tấn công đó. Đáng ghét, nếu mình bị Elon cầm chân, hậu phương sẽ nguy hiểm. Mọi người phải kiên trì đó, ít nhất là chống đợi tới lúc. Không ngờ ngay cả mình cũng trông chờ vào chi viện của tên nhóc đó sao? Giết người của hàng mặt, chúng ta có thể bước lên đỉnh cao đời người rồi. Cố thủ, đừng để chúng tội nguyện. Đủ má giết bại đéo hết mà, cho dù quýnh bại bao nhiêu lần tiến công, chỉ cần không phải biểu sát, bọn chúng vẫn sẽ không ngừng đứng lên. Hết cách rồi, đây chính là BGB. Đừng kích động, đánh giết không phải là mục đích chủ yếu, mà là cố gắng kéo dài thời gian, kỹ năng và bình máu phải dùng tiết kiệm. Lão tử mặc kệ, chết đi, rồi nhận hoàng chính giết thiên sáng, chết hết cho ta đi. Đại tiểu thư, tốt nhất người dẫn nên quay về trong tòa nhà tổng bộ sẽ an toàn hơn, phía trước sắp không trụ nổi nữa rồi, tôi phải đi trị viện họ thôi. Vô dụng, ta có lui hay không cũng không gì. Hơn nữa, cô cũng đừng đi. Trước đó cô đã bỏ lỡ cơ hội trưởng thành thất lạc thần điện, đã bị thụt lùi so với bọn họ, đi lên cũng chỉ là đập mạng thôi. Thì không hổ là đại tiểu thư, lời nói vẫn chanh chua như vậy, tuy khó nghe nhưng lại là sự thật. Nhưng mà tôi tuyệt đối không vì cách biệt này mà sợ hãi trốn tránh hiện thực ha. Chúng ta không phải trốn tránh hiện thực mà là phải dưới tiền đề bảo đảm được tính mạng. Những ngày chờ đợi, tôi tin chắc anh ta nhất định sẽ tới. Cô nói, nhặt được bảo rồi, tên Elon kia lại nỡ nhường đại công như vậy cho mình, quá gì phải cảm ơn hắn mới được. Mặt đại tiểu thư, mạng của cô, tôi xin nha. Ồ, Ngân Hoàng đại mỹ nữ cũng ở đây à, nhưng với cấp bậc của cô cũng chỉ đập mạng mà thôi.
Cho dù chết ta cũng phải ngăn cản ngươi làm hại tiểu thư như vậy. Vậy tôi không có sáo đi nha. Hy vọng cô có thể giúp tôi chơi một chút. Ngân Hoàng, cô mau chạy đi. Mặc kệ tôi, đối với công ty mà nói, cô quan trọng hơn tôi. Cô còn có khả năng trưởng thành vô hạn. Chết như vậy quá đáng tiếc rồi. Cô làm gì vậy, Ngân Hoàng? Cô đang giỡn gì vậy? Đây là lời nên nói với một công cụ sao? Quả nhiên tôi vẫn không thích cô được, đại tiểu thư. Ngân Hoàng, công cụ không phải chính là dùng xong thì dứt bỏ sao? Nhưng nếu cô chết, ngoài thiếu chủ sẽ đau lòng, anh ta cũng sẽ rất buồn hả? Cho nên tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Để tôi dốc hết toàn lực, chờ đợi anh hùng tới đi. Thiên ma chi thể. Thiên ma chi thể có thể tăng cấp bậc lên cấp 120, duy trì một phút, sau đó rơi vào trạng thái suy yếu.